nay mình chia sẻ về cái chủ đề là cái kinh nghiệm để ra kinh doanh thời trang của những người mới khởi nghiệp. Mình tập trung vào cái người khởi nghiệp, còn những bạn mà đã kinh doanh lâu rồi thì các bạn có kinh nghiệm rồi. Mình tên là Nguyễn Thế Duy nha các bạn. Mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bitraining từ năm 2009 tới giờ, và cùng một số cái công việc kinh doanh khác là các bạn biết đến mình thì các bạn sẽ sẽ hiểu ta. Và hôm nay mình chia sẻ chủ đề này. Tại sao mình chia sẻ chủ đề này? Bởi vì mình chia sẻ hàng loạt những cái bài kinh doanh trên Facebook và trên YouTube nữa, và nhiều bạn inbox cho mình hỏi em muốn kinh doanh thời trang, em muốn ra kinh doanh thời trang thì em bắt đầu từ đâu, và em không biết lấy hàng từ đâu. Thì bây giờ mình chia sẻ cho bạn cái bài hôm nay, tổng kết một số những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm mà mình đã có được, cũng như một số cái chia sẻ đến một số các bạn. Vậy thì nói như vậy các bạn, trước khi chúng ta kinh doanh thời trang thì cái điểm thứ nhất chúng ta phải biết là chúng ta bán cái gì, bán mặt hàng gì. Một là chúng ta phải trả lời được là chúng ta bán mặt hàng gì, bán mặt hàng thời trang á, bán gì. Chúng ta phải trả lời được cái nó rất là quan trọng, là bạn bán gì. Vì sao phải trả lời cái này? Bởi vì thời trang nó rộng quá. Nói thời trang thì mình chúng ta nói chung chung, nó rộng quá rộng. Thời trang nữ, thời trang nam, thời trang cho bà bầu, thời trang cho trẻ em khác nha, sơ sinh khác nha, sơ sinh là những đứa bé nó nhỏ mới sinh ra, trẻ em khác nha, rồi thời trang cho học sinh, rồi thời trang cho sinh viên, rồi về đồng phục, thời trang cho người big size, bự con, thời trang cho người lớn tuổi, nội thời trang nữ không nó đã khác rồi, thời trang nữ công sở nó lại khác, thời trang đầm dạ tiệc nó khác nữa, là chúng ta phải chọn là chúng ta bán cái gì. Rồi phụ kiện thời trang gì gồm có dây, nịt, bóp với ồ nhiều lắm. Chúng ta phải trả lời được là chúng ta bán cái gì. Bạn cần lấy cây viết ra, bạn thấy nó là bạn trải nghiệm về cái gì hồi người giờ, bạn mua cái gì trong lĩnh vực thời trang, bạn chơi cái gì trong lĩnh vực thời trang thì nó làm cho bạn thích. Bạn phải trải nghiệm ra điều đó, phải lấy cây viết ra, ghi chi tiết ra thật sự là chúng ta chọn kinh doanh cái gì. Rồi tiếp tục chúng ta phải trả lời được câu hỏi thứ hai là chúng ta bán nó cho ai, nghĩa là nó giúp cho chúng ta nhận diện ra được khách hàng, nó giúp cho chúng ta nhận diện ra được chân dung khách hàng. Chúng ta không nhận diện chúng ta bán cho ai thì chúng ta sẽ không nói được những cái ngôn từ, chúng ta sẽ không viết ma tên, chúng ta sẽ không chạm được họ. Ví dụ như các bạn nữ tuổi tin, nó từ 16 nữ á, bạn bán mình ví dụ đi, các bạn chọn phân khúc cho nữ tuổi tin từ 16 đến 22 thì tuổi nó rất là tin, nó dùng những cái từ, các bạn thấy ở trên Facebook nó dùng những cái từ rất là tin, không nắng mà cũng đòi chó trang, các bạn có xem em phim Em Chưa 18 chưa nè, ví dụ vậy, nó dùng những cái từ nó như vậy, chúng ta cũng phải dùng những cái từ nó như vậy, những cái hình ảnh, những cái quần áo đồ nó rất là vui nhộn. Các bạn vô nó rất là vô dụng đó. Và nếu mà các bạn nghiên cứu những cái về tuổi tin, các bạn nói chuyện về tuổi tin, ok chưa, dùng cái ngôn từ về tuổi tin thì cái phân khúc đó khác, còn cái phân khúc mà lớn tuổi lên một khác, các bạn thấy giới nữ văn phòng mà họ từ 25 tuổi cho tới 30 tuổi là tự nhiên họ điềm đạm ra, cái cách họ mặc đồ nó cũng khác ra. Thì chúng ta phải hiểu là chúng ta bán cho ai để chúng ta tập trung. Mình kể bạn cái câu chuyện này, mình có cách đây 6 năm mình có một bạn, bạn nữ thôi, bạn cũng không có học hành gì nhiều, bạn ở miền Tây lên đây là bạn đi làm, rồi
tình tình cờ có người giới thiệu rồi bạn vào bạn học mấy cái lớp kinh doanh của mình, rồi bắt đầu bạn biết là kinh doanh, đội bạn mới lớp 9 thôi, bạn không học gì nhiều hết đó. Rồi bạn ra bạn làm kênh kinh doanh, bạn ra bạn làm kinh doanh, và khi bạn ra bạn làm kinh doanh nó như vậy thì như thế nào ạ? À? Khi bạn làm kinh doanh như vậy thì như thế nào ạ? À? Thì tự nhiên bạn 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 hồi đó bạn không biết gì á, bạn mới chọn một cái mảng là gọi là đầm công sở mà chuyên về màu đen thôi, chuyên về màu đen thôi, đầm công sở chuyên về màu đen thôi. Và bạn bán bằng online, sau đó mọi thứ được rồi bắt đầu bạn mới ra đường Nguyễn Trãi, bạn mở một cái cửa hàng cũng chuyên về màu đen thôi, không có cái màu gì khác. Và cho tới bây giờ sau 6 năm thì cái cửa hàng bạn nó lớn rồi. Và bạn làm rất là tốt, bạn có thương hiệu rất là đàng hoàng. Bạn hình dung chưa? Tức là mình kể câu chuyện là đó là gì? Tức là bạn biết bán cái mặt hàng gì, đó là bạn chọn đầm công sở và chuyên về màu đen, bạn bán ra bán cho giới công sở, giới phụ nữ công sở. Bạn nào đến hỏi màu trắng, bạn nói không có màu trắng, da chị mặc màu đen rất là đẹp. Thế là khách hàng họ mua màu đen, người tới muốn màu vàng, nó là ở đây em không có màu vàng, em chỉ bán chuyên về màu 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 đen, em nghĩ là chị nên thử màu đen. Các bạn hiểu chưa? Tức là người ta chuyên bán chuyên về cái đó đó. Đôi khi chúng ta lựa chọn, chúng ta cứ lòng vòng, chúng ta cứ 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 thấy nó khó khăn, nó phức tạp đi, chứ còn còn nếu mà chúng ta chịu đơn giản hóa thì chúng ta mà thấy mọi thứ nó dễ dàng. Và các bạn cần phải biết đơn giản hóa những đó. Rồi sau khi chúng ta biết rằng chúng ta phải chọn bán cái gì rồi, rồi tiếp theo là chúng ta bán nó cho ai, rồi chọn cho cái phân khúc nào, rồi đó. Chúng ta phải chọn ra phân khúc. Có một bạn bạn ra kinh doanh, bạn bạn mà chuyên bỏ sỉ thôi đó. Thì bạn chuyên bán cho trẻ em sơ sinh, đúng quần áo cho trẻ em sơ sinh thôi, sơ sinh chứ không phải thiếu nhi nha các bạn, đúng sơ sinh thôi đó. Các bạn cho đúng cái em sơ sinh thôi đó. Và hiện tại bạn đang bán rất là tốt, doanh số bác sĩ của bạn trung bình một tháng khoảng 2 tỷ, ok chưa đó. Và tiếp theo nữa, sau khi chúng ta biết được bán cái gì rồi, bán cho ai rồi, thì tiếp theo nữa là chúng ta đi tìm nguồn hàng. Tiếp theo nữa là bạn đi tìm nguồn hàng. Ba là đi tìm nguồn hàng, nguồn hàng, nguồn hàng, nguồn hàng, ok chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta tìm nguồn hàng. Nguồn hàng ở đâu? Ở Sài Gòn này, bạn nào ở Sài Gòn thì khá dễ. Chúng ta phải tìm được cái nguồn hàng đầu mối lấy hàng. Các bạn làm nhỏ mà, ở đây mà đang nói về các bạn khởi nghiệp mà, thì các bạn phải tìm nguồn hàng. Thì ra các cái chợ sỉ ở Sài Gòn này thì nó có các cái chợ sỉ, các cái chợ đầu mối ở Sài Gòn thì rất là hay. Ở các tỉnh thì chắc chắn ở tỉnh bạn nó cũng có những cái đầu mối sỉ, các bạn đến đó. Còn không thì các bạn liên hệ những cái đầu mối ở Sài Gòn và Hà Nội, là hai cái đầu mối về sỉ rất là lớn. Ở Sài Gòn nhiều nhất là ở chợ An Đông, chợ Tân Bình, đó là những cái đầu mối về sỉ. Có một bạn bạn là hồi kia là cũng là nhân viên của mình thôi. Và khi mà bạn ra thì bạn chọn kinh doanh về váy đầm, và bạn lấy sỉ ở chợ Tân Bình, và hiện tại bạn đang kinh doanh và rất là thành công. Sau 4 năm này bạn kinh doanh rất là thành công chứ về váy đầm. Thì các cái chợ sỉ đó, chợ Tân Bình, hoặc là ở cái khu chợ Kim Biên, hoặc là các bạn nào muốn lấy hàng từ, có những mặt hàng thì các bạn lấy từ Campuchia, nó ở khu biên giới Tây Ninh, hoặc là ở dưới ở dưới Châu Đốc á các bạn, ở khu Châu Đốc á, cửa khẩu Tịnh Biên á, nó gần biên giới Campuchia. Đó là một số cái mặt hàng gọi là cái mặt hàng về hàng sida rồi đặc biệt đó. Hoặc là ở phía Bắc, ở phía Bắc thì phần lớn là hàng Trung Quốc. Phần lớn là hàng Trung Quốc. Các bạn ra cái khu chợ Móng, ở khu Móng Cái, dĩ nhiên mình chưa có ra, chưa bao giờ ra. Mình nghe các bạn nói, mình cũng nghe về những bạn kinh doanh thời trang là họ đi ra đó họ lấy. Hoặc là ở cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, để lấy các cái nguồn hàng đó. Hoặc là ở tại Hà Nội, Hà Nội thì các bạn lấy chợ ở chợ Đồng Xuân, ok chưa? Hoặc là ở chợ Liên Bắc Ninh nhiều.
hoặc là chúng ta vào các cái xưởng, các cái xưởng may chuyên may gia công. Nhưng mà xưởng may gia công thì dành cho bạn lấy các đơn hàng lớn nha, các bạn càng lấy các đơn hàng lớn. Còn các cái đơn hàng nhỏ nhỏ thì các bạn mới ra thì nên mình nên nói các bạn là phải đi vào các cái chợ đầu mối sỉ, rồi chúng ta lấy từ từ từng bước một, chúng ta lấy từ từ từng bước bước một. Chúng ta đừng có nó vào các cái xưởng chúng ta đặt đặt liền, bởi vì ra ngoài các đầu mối sỉ nó mặt hàng mã hàng nó nhiều, chúng ta có cơ hội để chúng ta lựa chọn tìm những đầu mối sỉ bỏ. Tại các bạn mới ra, sau này các bạn mà kinh doanh nhiều rồi thì các bạn mới đặt xưởng. Bước tiếp theo là cái gì cũng cũng vậy, ra đừng có âm thầm đi làm liền, mà chúng ta phải luôn học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, là nên là chúng ta nên phải là học hỏi. Ok chưa? Học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước. Đừng bao giờ mà ra lù khu làm liền, rồi chừng không được nó mới bể ra thì mới đi hỏi. Thì cái đó gọi là đi chữa cháy, gọi là bệnh rồi mới đi uống thuốc. Thì cái này nó rất là khó chịu. Đôi khi uống thuốc, thuốc chưa kịp ngắm ta đã chết rồi. Nên chúng ta phải học hỏi, tham khảo kinh nghiệm ý kiến của những người đời trước. Đi kinh doanh thời trang là một lẽ, nhưng mà chúng ta cần có kinh nghiệm về kinh doanh nó lại là một lẽ khác. Tham khảo người đời trước, những người đời trước chắc chắn là họ cho chúng ta rất là nhiều ý kiến là chúng ta cần phải kinh doanh mặt hàng gì. Đặc biệt là tham khảo một vài người họ đã thất bại, hỏi họ lý do vì sao họ thất bại. Thất bại thì nó có hai lý do, một lý do là yếu tố bên ngoài, lý do là yếu tố bên trong. Thì thường thường là nguyên nhân yếu tố bên trong là phía bên con người chúng ta là kinh nghiệm, đó là kỹ năng, đó là kiến thức, đó là cái gì, cái phía bên trong á nó yếu nên nó làm cho ta thất bại. Cái hai là bên ngoài là nguồn hàng không tốt, không biết cách chọn, mà thường thường nó cũng xuất phát từ bên trong luôn. Do thị trường cạnh tranh, do chọn vị trí không phù hợp. Các bạn nhận ra chúng ta tham khảo ý kiến của những người đi trước, là vài người thất bại để chúng ta hiểu được cái lý do họ thất bại nó là gì, và chúng ta tham khảo ý kiến vài người thành công, đi quan sát họ, đi tìm hiểu họ, để họ cái cách nào mà họ thành công, cái đó gọi là đi quan sát rồi. Cái thứ hai là khi đi mua hàng thì chúng ta cũng phải là không phải đi ra cái là mua liền, chúng ta phải đi dò, đi hỏi rất là nhiều ngày. Nó đi dò, đi hỏi, đi cửa hàng này hỏi, đi cửa hàng kia hỏi, đi cửa hàng nọ hỏi, chúng ta dò, đừng có bao giờ ra một chỗ mà chúng ta mua liền. Chúng ta phải dành thời gian, một khoảng thời gian trước đó, vài tuần vài tháng trước đó, chúng ta đi tham khảo rất là nhiều nơi. Chứ đừng có bao giờ mà gặp chỗ đầu tiên là chúng ta lấy liền. Mình gọi là lăng la ngoài chợ hỏi thông tin. Ok chưa? Để chúng ta ra thông tin. Hoặc là bây giờ trên mạng nó có rất là nhiều diễn đàn, nhiều cái group ở trên Facebook, trên online, họ cũng chuyên kinh doanh về thời trang, họ chuyên bỏ sỉ. Thì các bạn như thế nào các bạn vào đó, các bạn hỏi để có những người bỏ sỉ họ liên hệ với ta, rồi họ chia sẻ kinh nghiệm, rồi chúng ta thấy được cái giá, cái cách họ làm như thế nào nó là phù hợp hơn. Bạn nhận ra cái điều này không ạ? Ok chưa? Cái thứ tiếp theo nữa là chúng ta chọn cái thời điểm chúng ta kinh doanh. Thời điểm chúng ta kinh doanh. Nếu mà ra kinh doanh thì cái dịp mà gần Tết á, gần Tết không nghĩa là sát Tết, là trước Tết khoảng tháng 9, tháng 10 mà chúng ta ra kinh doanh thì nó tuyệt vời. Để chúng ta có kinh nghiệm để gần Tết chúng ta bán được, thì chúng ta có tiền tại Tết người ta sẽ mua sắm vô để làm cho ta hứng khởi hơn. Chứ các bạn vừa chọn cái thời điểm của nhanh là vừa ra sau Tết mà bán hàng thời trang thì tự nhiên các bạn rất là khó bán. Các bạn vô rồi sau đó trong năm thì chúng ta duy trì, chúng ta chăm sóc hàng tốt hơn. Bạn đi ra các chợ đầu mối đồ cũng vậy, thì chúng ta đừng có đi cái khúc sáng sớm, sáng sớm khách hàng họ bận rộn, họ mới mở hàng, nên là các bạn bán sỉ bạn rất là khó chịu, bả kinh doanh theo cái kiểu quan niệm truyền thống của ả lắm, dĩ đoan nhiều lắm. Nó là chúng ta nên
vào cái canh 10 giờ, 11, 2 giờ, cái giờ nào mà họ vắng khách á, canh cái giờ nào mà họ vắng khách á, chúng ta tới để nói chuyện với họ nhiều hơn, lăng la với họ nhiều hơn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và cũng như là bạn đỡ mất thời gian hơn hả? Chứ không có nên là vào những cái lúc mà người ta đang rất là đông khách, người ta nói câu được câu mắc. Và các bạn nên nhớ là dân ở các chợ đầu mối là họ thách giá ghê lắm, họ thách giá không thể tưởng tượng được, ok, do cái giá thách cao lắm. Nên là chúng ta cần làm rõ quan điểm với họ để chúng ta lấy hàng về chúng ta bán, và chúng ta cần có cái giá tốt, ok chưa? Và khi đi lấy hàng á thì các bạn nên biết là mình lấy cái gì, nên có một cái list là mình lấy chính xác cái món hàng gì. Chứ ra trời ơi, các bạn nghe các bà bán sĩ bà nói một hồi là các bạn sẽ bị hút ngay. Bạn sẽ bị hút ngay, bạn sẽ không thể tưởng tượng được. Bạn sẽ lấy rất là nhiều món, rất là nhiều thứ mà về nhà có thể không bán được. Đó là ở nhà có cây viết sẵn rồi, ghi sẵn tờ giấy ra rồi, và ra chúng ta lấy hàng theo đúng mục tiêu của mình. Những lần đầu tiên lấy đi bán không nên lấy nhiều, lấy ít và thăm dò. Nó là luôn hiểu mình muốn gì và mình mua gì, nằm trong cái mức kiểm soát của mình, ghi nốt ra, có giấy tờ theo dõi, mua tới đâu ghi tới đó hết, nốt vào. Còn không các bạn sẽ bị hố đi ôm những mặt hàng. Tất cả những người bán hàng ở ngoài chợ họ làm bao nhiêu năm rồi, giỏi lắm, họ bán chục năm, hai chục năm rồi, họ nói cái kiểu gì rồi bạn biết là bạn hút theo, bạn mua liền. Bạn nói cái này tốt lắm, cái này dễ bán lắm, là các bạn sẽ bị hút theo liền. Các bạn hình dung ra chỗ này rồi. Tức là luôn thăm hỏi, dò la, ok. Còn không là các bạn sẽ bị mắc bẫy, nghe theo, hút theo cái của họ, ok chưa? Để mua hàng tốt thì bạn cần phải biết mặc cả, phải biết trả giá. Kinh nghiệm của mình, trước khi bạn mua bất kỳ gì, bạn phải đi tham khảo giá ít nhất 3 nơi, ít nhất 3 nơi, rồi mình mới ra quyết định mình chọn cái này. Đừng bao giờ hỏi một nơi mà mua ít nhất là ba nơi. Và trong ba nơi đó chúng ta luôn trả giá, và chúng ta luôn nói thẳng với khách hàng rằng là chúng ta lấy sỉ, chúng ta bán lại, chúng ta không phải mua về chúng ta dùng. Và dĩ nhiên chúng ta bán lại mà có lãi, phân tích cho họ hiểu, chúng ta bán được, sau này chúng ta ra chúng ta lấy lại họ tiếp. Các bạn hình dung chưa? Và nên kết nối, làm cái ăn cái danh mà luôn kết nối với họ, ok chưa? Lên luôn kết nối thân thiện với họ, thân thiện với họ, và hãy mua theo mục tiêu, đừng có bị hút. Họ nói là mua nguyên lô này sẽ rẻ ABC, đừng có bị hút. Mới lần đầu tiên ra, chúng ta cần test thị trường, chúng ta cần thăm dò năng lực kinh doanh của chúng ta cần thăm dò khách hàng chúng ta kinh doanh có được hay không. Đừng có mua hàng, đừng có ham rẻ. Sau này bán rành rồi thì cái bài đó khác. Lúc đầu ra là đừng có ham rẻ. Ham rẻ mua một đống về, chúng ta sẽ không gì à, chúng ta sẽ không bán được, và nó làm cho chúng ta mất đi nhuệ khí. Các bạn hình dung chưa? Đây là mình mới chỉ cho bạn mới khởi nghiệp để bắt đầu kinh doanh thôi. Rồi sau này cái cách nào mà ra thương hiệu riêng, cái cách nào làm sao lấy được nguồn hàng tốt hơn, cái cách làm sao để mở được hệ thống đại lý rộng hơn, ok, cái đó các bạn cần phải có những cái kiến thức kinh doanh, kiến thức marketing rộng hơn. Cái bài chia sẻ này mình muốn gửi đến các bạn là các bạn có cái ý định, cái khái niệm, cái idea về kinh doanh thời trang. Các bạn thấy mặt hàng thời trang nó rộng à, rất là rộng. Các bạn chịu khó ngồi xuống nghiên cứu về mặt hàng thời trang thì nó rộng không thể tưởng tượng được, nó rộng lắm. Trong thời trang là nó mênh mông luôn, và mặt hàng thời trang là một trong những mặt hàng nó rất là sôi động. Ở thị trường Việt Nam của chúng ta là cơ hội thời trang rất là lớn, bởi vì mọi người mà khi mà họ có thu nhập cao thì họ lại, kinh tế chúng ta đang phát triển và càng ngày mọi người càng có thu nhập cao, xu hướng thời trang nó liên tục nó đổi mới. Cái đó là cơ hội cho những người mới như các bạn tham gia tìm hiểu về ngành thời trang. Bạn mất 1-2 năm bạn tìm hiểu về nó, bạn kinh doanh bằng cái nghiệp đó, sau này bạn sẽ có những cái thương hiệu riêng và cái cách làm riêng. Lúc đó bạn cần phải có kiến thức về kinh doanh, bạn cần phải đi học thêm, phát triển về kiến thức kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái đoạn video này. Bye bye các bạn nhé.